Cô chào các con. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các con một tiết toán trong chương trình toán lớp 4. Để tiết học đạt hiệu quả, các con nhớ chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập đầy đủ và chú ý lắng nghe bài giảng nhé. Bây giờ, trước khi vào tiết học ngày hôm nay, cô trò mình cùng khởi động. Câu hỏi số 1. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 500, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 3 cm. Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên thực tế là bao nhiêu cm? A 1.500 cm, B 15 dm, C 150 cm. Các con đã chọn được đáp án rồi đúng không? Xin chúc mừng những bạn có đáp án là A 1.500 cm. Chúng mình đã làm thế nào nhỉ? Để tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên thực tế, ta làm như sau. Lấy 3 chính là độ dài thu nhỏ trên bản đồ, nhân 500 là số lần gấp lên theo tỷ lệ bản đồ. Ta được kết quả là 1.500 cm. Câu hỏi số 2. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 200, chiều rộng của phòng học lớp em là 3 cm. Hỏi chiều rộng thực tế của phòng học lớp em là bao nhiêu mét? A 600 cm, B 6 m, C 6 dm. Cô mời các con. Để tìm chiều rộng thực tế của phòng học lớp em, chúng mình làm thế nào nhỉ? Ta lấy 3 x 200 bằng 600 cm. Vì đề bài yêu cầu tìm chiều rộng thực tế với đơn vị đo là mét, nên chúng ta cần phải đổi 600 cm bằng 6 m. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án nào các con nhỉ? Đáp án đúng là đáp án B, phải không nào? Qua phần khởi động vừa rồi, các con đã được ôn lại cách tìm độ dài thực tế dựa vào độ dài thu nhỏ và tỷ lệ bản đồ. Chúng mình nhớ nhé! Tỷ lệ bản đồ chính là tỷ số giữa độ dài trên bản đồ và độ dài thực tế. Vậy, muốn tính độ dài thực tế, ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần gấp lên theo tỷ lệ bản đồ. Bây giờ, nếu cô cho biết tỷ lệ bản đồ và độ dài thực tế, chúng mình có tính được độ dài thu nhỏ trên bản đồ không? Cách tính như thế nào? Cô cho mình cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, ứng dụng của tỷ lệ bản đồ tiếp theo. Nào, các con đã sẵn sàng chưa? Cô trò chúng mình cùng bắt đầu tiết học ngày hôm nay. Chúng mình cùng đọc thầm đề bài với cô nhé. Bài toán 1. Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là 20 m. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 500. Khoảng cách giữa hai điểm đó là mấy cm? Chúng mình vừa đọc thầm đề bài rồi. Cho cô biết, bài toán cho biết gì? Bài toán cho ta biết khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là 20 m. Và tỷ lệ bản đồ là 1 chia 500. Các con hiểu tỷ lệ 1 chia 500 nghĩa là gì? Tỷ lệ 1 chia 500 cho ta biết cứ 500 cm trên thực tế thì ứng với 1 cm trên bản đồ. Cũng có thể nghĩa là so với độ dài thực tế, độ dài thu nhỏ đã giảm đi 500 lần. Đề bài yêu cầu tìm gì các con nhỉ? Đề bài yêu cầu tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là mấy cm? Để các con dễ hình dung ra yêu cầu của bài toán, cô minh họa bằng hình vẽ sau đây. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 500 cho hai điểm A và B. Các con đã biết khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là 20 m. Nhiệm vụ của các con là tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 500 là mấy cm. Các con đã nắm rõ yêu cầu của đề bài chưa? Bây giờ cô cho mình cùng đi tìm hiểu cách giải bài toán này nhé.
Đề bài yêu cầu chúng ta tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ với đơn vị đo là gì? Bài yêu cầu chúng mình tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ với đơn vị đo là cm. Vậy trước khi tính, chúng mình phải làm gì các con nhỉ? À đúng rồi đấy, trước khi tính các con phải đổi đơn vị đo thực tế là 20m sang đơn vị là cm. Vì sao chúng mình phải đổi nhỉ? Vì đề bài yêu cầu tính khoảng cách trên bản đồ với đơn vị là cm đấy các con ạ. Vậy chúng mình nhớ nhé, đề bài yêu cầu tính đơn vị đo của độ dài thu nhỏ trên bản đồ là đơn vị nào thì độ dài thực tế các con cũng phải đổi về đơn vị đó. Bây giờ chúng mình cùng đổi với cô nào. 20m bằng 2000cm. Vậy khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là, ta chỉ việc lấy 2000 chia 500. Ta có thể nhẩm nhanh kết quả của phép chia này được không các con nhỉ? À, hoàn toàn được phải không nào? Chúng ta nhớ lại cách chia các số có tận cùng là những chữ số 0. Vậy ở đây các con chỉ cần cùng bớt đi ở cả số bị chia và số chia hai chữ số 0. Phép chia lúc này chỉ còn là 20 chia 5 và ta dễ dàng nhẩm ra được bằng 4. Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là 4cm. Và ta đã tìm được đáp số cho bài toán rồi đấy. Vậy khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ chúng mình tính được bằng 4cm phải không nào? Qua bài toán số 1, các con đã biết cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ dựa vào độ dài thực tế và tỷ lệ bản đồ rồi đấy. Bây giờ cô cho mình cùng nhắc lại các bước giải bài toán này nhé. Để đi tìm khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ, chúng ta tiến hành hai bước. Bước 1, đổi 20m bằng 2000cm. Các con lưu ý ở bước 1 này, đề bài yêu cầu tính khoảng cách trên bản đồ với đơn vị đo là gì thì chúng ta sẽ đổi đơn vị đo của độ dài thực tế về cùng đơn vị đó. Bước 2, ta đi tính khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ bằng cách lấy 2000 chia 500 bằng 4cm. Trong phép tính này, 2000 được gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, 2000 chính là khoảng cách thực tế giữa hai điểm A và B. Thế còn 500? 500 chính là số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Vậy, muốn tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ, ta đã làm thế nào? Muốn tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ, ta chỉ việc lấy khoảng cách thực tế chia cho số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Qua bài toán 1, các con đã biết cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ rồi. Để khắc sâu thêm kiến thức này, cô và các con cùng chuyển sang bài toán 2. Bài toán 2, quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là 41 km. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1 triệu, quãng đường đó dài bao nhiêu mm? Chúng ta dễ dàng nhận thấy, ở bài toán này, yêu cầu chúng mình làm gì? Bài toán yêu cầu tính quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ dài bao nhiêu mm? Vậy, để tính được quãng đường trên bản đồ từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây, chúng ta cần dựa vào những dữ kiện nào? Chúng mình cần phải dựa vào đó là độ dài quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên thực tế là 41 km và tỷ lệ bản đồ là 1 chia 1 triệu. Để các con dễ hình dung ra yêu cầu của đề bài, cô mời các con cùng quan sát bản đồ sau. Đây là bản đồ thủ đô Hà Nội. Đây là Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của thủ đô Hà Nội đấy. Còn đây là Sơn Tây, mảnh đất địa linh nhân kiệt,
nơi sinh ra hai vị vua, vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền. Các con đã biết quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên thực tế dài 41 km. Nhiệm vụ của các con là phải tính quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1 triệu dài bao nhiêu mm. Các con đã nắm rõ yêu cầu của đề bài chưa? Dựa vào cách giải bài toán 1, cô mời các con cùng suy nghĩ cách giải cho bài toán này. Cô tin chắc là chúng mình đã tìm ra được lời giải cho bài toán rồi, phải không nào? Bây giờ cô cho mình cùng giải bài toán nhé. Để tính quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ, chúng ta cũng phải thực hiện hai bước. Bước 1. Đổi 41 km bằng 41 triệu mm. Vì sao chúng mình lại phải đổi các con nhỉ? À, đúng rồi đấy. Vì đề bài yêu cầu tính quãng đường trên bản đồ với đơn vị đo là mm. Vậy, quãng đường thực tế chúng ta cũng phải đổi về đơn vị đo là mm. Bước 2. Ta đi tìm độ dài quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ. Chúng mình lấy 41 triệu là độ dài quãng đường trên thực tế, chia cho 1 triệu là số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Và ta cũng dễ dàng nhẩm ra được kết quả của phép chia này. 41 triệu chia 1 triệu bằng 41. Và ta đã tìm được đáp số cho bài toán này rồi. Vậy quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1 triệu là 41 mm. Cùng nhìn lại bài giải của bài toán số 2. Bạn nào giỏi nêu lại cho cô các bước giải của bài toán này nào. À, để đi tìm quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ, chúng ta đã thực hiện hai bước. Bước 1, đổi 41 km bằng 41 triệu mm. Đây chính là bước đổi đơn vị đo thực tế về cùng đơn vị đo với độ dài thu nhỏ cần tìm trên bản đồ. Bước 2, ta lấy 41 triệu chia 1 triệu bằng 41 mm. Trong bước này, 41 triệu chính là độ dài thực tế. Còn 1 triệu chính là số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Để tìm quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ, ta chỉ việc lấy độ dài thực tế chia cho số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Như vậy, qua việc giải hai bài toán vừa rồi, các con đã nắm được cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ dựa vào độ dài thực tế và tỷ lệ bản đồ cho trước rồi, phải không nào? Bây giờ cùng nhắc lại cho cô, muốn tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ, ta làm thế nào? Muốn tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ, ta làm như sau. Bước 1. Đổi đơn vị đo của độ dài thực tế ra cùng đơn vị với độ dài thu nhỏ cần tìm. Bước 2. Lấy độ dài thực tế chia cho số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Nắm được cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ rồi, cô tin chắc rằng các con sẽ vận dụng rất tốt vào phần luyện tập. Bây giờ, cô cho mình cùng chuyển sang luyện. Bài 1. Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm. Ở bài 1, cho chúng ta một bảng gồm 4 cột và 3 dòng. Dòng thứ nhất cho biết tỷ lệ bản đồ là 1 chia 10.000, 1 chia 5.000, 1 chia 20.000. Độ dài thật lần lượt là 5 km, 25 m, 2 km. Nhiệm vụ của các con là phải đi tìm độ dài trên bản đồ và điền số thích hợp vào mỗi chỗ chấm trong từng cột. Chúng mình đã nắm rõ yêu cầu của đề bài chưa? Vận dụng kiến thức vừa học, cô mời các con cùng làm bài. Ở cột thứ nhất, cho biết tỷ lệ bản đồ là 1 chia 10.000. Độ dài thật hay cũng chính là độ dài thực tế là 5 km. Vậy, độ dài trên bản đồ
chúng ta tính được bao nhiêu cm nhỉ? À, chúng ta tính được độ dài trên bản đồ là 50 cm, phải không nào? Chúng mình đã làm thế nào để điền được vào ô trống này nhỉ? Đầu tiên, chúng ta cũng phải đổi 5 km bằng 500.000 cm. Sau đó, ta lấy 500.000 chia 10.000 bằng 50 cm. Tương tự với cách làm như vậy, ở ô trống thứ hai, chúng ta làm thế nào để tính được độ dài trên bản đồ? Các con cùng theo dõi nhé. Bước 1, ta cũng phải đổi 25m bằng 25.000mm. Bước 2, lấy 25.000 chia 5.000 bằng 5mm. Vậy, độ dài trên bản đồ điền vào cột thứ hai là 5mm. Tương tự như vậy, ở cột thứ 3, chúng ta cũng tính được độ dài trên bản đồ là 1dm. Chúng mình đã làm thế nào nhỉ? Đầu tiên, ta đổi 2km bằng 20.000dm. Bước 2, lấy 20.000 chia 20.000 bằng 1dm. Như vậy, qua việc giải bài tập 1, các con đã vận dụng rất tốt cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ dựa vào độ dài thật và tỷ lệ bản đồ. Vận dụng cách tính này vào bài toán có lời văn như thế nào? Cô trò mình cùng chuyển sang bài 2. Bài 2. Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 100.000. Quãng đường đó dài bao nhiêu cm? Chúng mình cùng đọc thầm lại đề bài và xác định yêu cầu của bài tập cho cô. Ở bài này, dễ dàng nhận thấy đề bài cho biết quãng đường từ bản A đến bản B trên thực tế dài 12km và tỷ lệ trên bản đồ là 1 chia 100.000. Vậy tỷ lệ trên bản đồ là 1 chia 100.000 có nghĩa là gì các con nhỉ? Đúng rồi đấy, tỷ lệ 1 chia 100.000 có nghĩa là so với độ dài thực tế thì độ dài thu nhỏ đã giảm đi 100.000 lần. Đề bài yêu cầu tìm quãng đường đó trên bản đồ dài bao nhiêu cm. Cô mời chúng mình cùng suy nghĩ giải bài toán. Chúng mình đã nắm được yêu cầu của đề bài rồi. Cô mời các con cùng suy nghĩ làm bài. Cô tin chắc rằng các con đã tìm ra được lời giải cho bài tập này rồi, phải không nào? Cùng đối chiếu bài làm của các con với bài làm của cô nhé. Để đi tìm quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ, ta thực hiện hai bước giải. Bước 1. Đổi 12km bằng 1.200.000cm. Bước 2. Đi tìm quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ. Ta chỉ việc lấy 1.200.000 chính là độ dài thực tế. Chia cho 100.000 chính là số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Ta được kết quả là 12cm. Đó cũng chính là đáp số của bài tập số 2. Bây giờ cô trò mình cùng tiếp tục đi giải bài tập số 3 để khắc sâu thêm kiến thức nhé. Bài 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m, được vẽ trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 500. Hỏi trên bản đồ đó độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy cm? Chúng mình cùng phân tích yêu cầu của đề bài nào. Bài toán cho biết mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m và tỷ lệ bản đồ là 1 chia 500. Bài toán yêu cầu tính độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật trên bản đồ với đơn vị đo là cm. Các con đã nắm rõ yêu cầu của đề bài rồi, phải không nào? Cô mời các con suy nghĩ làm bài tập. Chắc chắn đến bài tập số 3 này thì không hề làm khó các con, phải không nào? Bây giờ chúng mình cùng đối chiếu bài làm với cô nhé.
Đầu tiên, ta đi đổi 15m bằng 1.500cm. 10m bằng 1.000cm. Đề bài yêu cầu tìm độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật, cũng chính là ta đi tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đấy. Vậy, ta đi tìm chiều dài của mảnh đất trên bản đồ là ta lấy 1.500 là chiều dài thực tế của mảnh đất, chia cho 500 là số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Ta được kết quả bằng 3cm. Tương tự với cách làm như vậy, chiều rộng của mảnh đất trên bản đồ là ta lấy 1.000 chia 500 bằng 2cm. Vậy là ta đã tìm được đáp số cho bài toán rồi, phải không các con? Ở bài tập số 3, sau khi tính được chiều dài và chiều rộng thu nhỏ trên bản đồ, chúng mình có vẽ được chiều dài và chiều rộng của mảnh đất này trên bản đồ không các con nhỉ? À, cô trò mình cùng đi vẽ lại mảnh đất này trên bản đồ nhé. Bước 1, các con dùng thước kẻ vẽ một đoạn thẳng dài 3cm. Để các con tiện theo dõi, cô đặt tên cho đoạn thẳng này là AB. Bước 2, dùng eke vẽ một đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại điểm A. Các con lưu ý, khi đặt eke, chúng ta phải nhớ đặt một cạnh góc vuông của eke trùng với đoạn thẳng AB. Ta vẽ đường thẳng vuông góc trùng với cạnh còn lại của eke. Sau đó, trên đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB, ta lấy một đoạn thẳng dài 2cm và cô đặt đây là điểm D. Dịch eke sang bên phải, ta vẽ một đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại điểm B. Trên đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại điểm B, ta lấy một đoạn thẳng cũng dài 2cm. Nối điểm C với điểm D. Cô trò mình đã vẽ xong bản đồ của mảnh đất rồi đấy. Qua 3 bài tập vừa rồi, cô thấy các con đã vận dụng rất tốt cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ dựa vào độ dài thực tế và tỷ lệ bản đồ cho trước. Bây giờ, cô mời các con cùng quan sát lên màn hình. Các con có nhận ra cây cầu quen thuộc này không? Không khó để chúng mình nhận ra đây chính là hình ảnh cầu Long Biên, phải không nào? Cầu Long Biên là một cây cầu sắt bắc ngang qua dòng sông Hồng, được khởi công xây dựng từ năm 1898 và hoàn thành năm 1902. Chính vì thế, nó đã từng được mệnh danh là cây cầu nối liền hai thế kỷ. Với chiều dài là 2.290m đoạn bắc ngang qua dòng sông Hồng, cây cầu này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết nối các phương tiện lưu thông từ bờ bên này sang bờ bên kia sông Hồng. Bây giờ, cô có một bài toán liên quan tới cây cầu lịch sử này. Chúng mình cùng theo dõi nhé! Đây chính là hình ảnh đoạn bắc ngang qua dòng sông Hồng của cây cầu Long Biên. Cho các dữ kiện, độ dài thực tế 2.290m, tỷ lệ 1 chia 10.000, độ dài trên bản đồ là bao nhiêu mm? Chúng mình dựa vào phần tóm tắt, đặt cho cô đề toán nào. Cô chắc rằng các con đã đặt được đề toán cho mình rồi, phải không nào? Chúng mình cùng tham khảo đề bài của cô nhé. Chiều dài cầu Long Biên đoạn bắc ngang qua sông Hồng là 2.290m. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 10.000, chiều dài đó là bao nhiêu mm? Vận dụng các kiến thức vừa học, cô mời các con cùng giải bài toán này. Chắc chắn là chúng mình đã tìm được lời giải cho bài toán rồi, phải không nào? Cùng đối chiếu bài làm của các con với cô nhé. Đầu tiên, ta đổi 2.290m bằng 2.290.000mm. Bước 2, ta đi tính chiều dài cầu Long Biên đoạn bắc ngang sông Hồng trên bản đồ bằng cách lấy 2.290.000 là chiều dài thực tế, chia cho
10.000 là số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ. Ta được kết quả là 229mm. Đó là đáp số của bài tập này đấy. Như vậy, qua tiết học ngày hôm nay, các con đã được biết thêm một ứng dụng của tỷ lệ bản đồ, phải không nào? Vận dụng ứng dụng của tỷ lệ bản đồ để tìm độ dài thực tế dựa vào độ dài thu nhỏ và tỷ lệ bản đồ. Tìm độ dài thu nhỏ dựa vào độ dài thực tế và tỷ lệ bản đồ. Để tìm độ dài thực tế, ta làm như sau. Muốn tìm độ dài thực tế, ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần gấp lên theo tỷ lệ bản đồ. Để tìm độ dài thu nhỏ, ta làm như sau. Ta lấy độ dài thực tế chia cho số lần thu nhỏ theo tỷ lệ bản đồ cùng một đơn vị đo. Các con lưu ý phân biệt cách giải của hai bài toán này nhé. Khi đi tìm độ dài thực tế, tức là ta đã gấp độ dài thu nhỏ trên bản đồ lên một số lần. Vì vậy, ta thực hiện phép tính nhân. Khi ta đi tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ, tức là so với độ dài thực tế, thì độ dài thu nhỏ đã giảm đi một số lần. Vì vậy, ta thực hiện phép tính chia. Qua tiết học ngày hôm nay, cô tin chắc rằng các con sẽ biết vận dụng những ứng dụng của tỷ lệ bản đồ vào những bài toán liên quan đến thực tế trong cuộc sống của các con. Tiết học của cô trò mình tới đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con. Tạm biệt các con.